Dạ, câu hỏi kế đến chúng con cũng xin chuyển đến cho thầy Thích Hạnh Phú. Sau máy thầy Thích Hạnh Phú, xin máy Nhuận Lưu Câm Răng chuẩn bị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh Phú có một câu hỏi hỏi dành cho một vị đồng tu ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão Cư Sĩ Diệu Âm, con đang tu theo pháp môn niệm Phật, nhưng con có một số tiền nhỏ để dành cho lo cho tuổi già. Bây giờ con cho một người bạn vay với lãi suất ngân hàng, vậy con có đang bị tham không ạ? Xin lão cư sĩ dâm cho con lời khuyên. Không sao, không sao. Tham chút chút thôi, đừng tham nhiều quá. Discount như người ta giảm giá cũng không được thì cũng không sao. Trường này có chút ít tiền, nếu hai bên mà ký giao kèo với nhau, hợp đồng với nhau vui vẻ thì cái tham này cũng không mấy đâu. Thay vì ngân hàng nói là 5% thì chúng ta bớt cho 1% là 4% thì cũng được. Mong chư vị cũng không có lấy gì mà khó khăn lắm trong chuyện này nha. Đó là do hai bên vui vẻ với nhau. Mà discount tức là gì? Là giảm giá cho người ta thì mình cũng có cái chút gọi là từ bi đấy. À Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm truyền là cái sự dự âm. Cảm ơn câu hỏi của thầy Thế Thành Phú. Xin thầy cho con xin số phone của bác đó, để có gì con cũng phone liên lạc để con mượn khi con kẹt. Dạ.